Đây là cuốn sách mà dạo này fix nhà mình hay đọc, tối nào cũng đọc xong lại quay sang hỏi mẹ là mẹ ơi con muốn đi nhà hàng giống bạn bơ. Ok, nay bọn mình sẽ ra ngoài ăn nhá. Đi nhà hàng xịn sò luôn. Đây là cảm xúc của fix khi biết chuẩn bị được ra ngoài mẹ ăn. Mẹ ơi, mẹ xinh quá. Ơ, bây giờ bọn mình đi đâu đây? Bọn mình đi nhà hàng. Không có vui không? Bọn mình đón cả Lan này, còn dì Thuận thì sẽ tự di chuyển từ Bắc Ninh sang. Bữa nay thì bọn mình sẽ đi ăn đồ Thái. Nay bọn mình đi ở cơ sở thứ 14 của Trang ở D2107 Xuân La. Bọn mình chọn qua đây vì tính là ăn xong sẽ qua Lotte chơi. Thôn quá trời luôn, đó giờ mình đã qua Lotte bao giờ đâu mọi người. Nhìn thế này là đúng vai nhà hàng chưa? Tông màu xanh cam rất là dễ chịu bắt mắt nha. Nay khai trương là có cả sư tử múa lân rồi thì ông địa này trông rất là vui. Mẹ vui nha, chứ còn Fix thì nó hơi sợ. Các bạn nhân viên ở đây rất là trẻ trung xinh xắn, thân thiện mà mến khách lắm. Bạn bè hay là đồng nghiệp muốn ăn trưa này hay là muốn tổ chức những cái tiệc thì mình thấy Trang cũng là một địa điểm khá là hợp lý. Vì đồ ăn ở đây rất là đa dạng ấy, bài trí thì rất là đẹp mắt. Ôi con cá này trông xinh quá. Ôi đẹp này làm sao mà nỡ ăn. Mình thích những nhà hàng Thái mà không chỉ mang trọn vẹn cái hương vị chua cay mặn ngọt đặc trưng của Thái mà họ còn kiểu nêm nếm gia giảm theo cái khẩu vị của người Việt mình ấy thì nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều. Cái gỏi má heo trộn thính này chắc chắn là mọi người nhớ phải gọi nhá. Cái miếng má heo nó giòn tan, gia vị thì chua chua cay cay. Bọn mình ăn xong kiểu đứa nào đứa đấy đều phải wow, sao mà ngon thế. Cái bát Thái gà này thì không chỉ ngon mà nhìn nó còn đẹp nữa. Nhìn trông sang xịn mịn nhỉ. Có hơn 100.000 một đĩa thôi thì mình thấy khá là rẻ ấy. Món này thì bọn mình sẽ chỉ vắt chanh thôi, không cho bột ớt vì Fix rất là thích ăn, nó sắp đánh bay một bát rồi đó. Con cá riêu hồng hấp chanh này người ta làm nhìn trông bắt mắt thật sự luôn ấy, cá tươi nên là ăn ngọt lắm. Ôi cái gia vị và nước dùng rất là thơm. Không biết con cá này có phải món best seller ở quán không nhưng mà mình nghĩ là nên thế. Và tất nhiên đã vào nhà hàng Thái rồi thì mọi người đừng quên order một nồi lẩu nhé. Có cái món tôm tằm mắm pla cũng ngon nhưng mà mình lại quên không quay. Còn mupping thì mình thấy cũng bình thường và tất nhiên phải tráng miệng bằng một set xôi xoài. Ôi về đến nhà thu âm mà lại thấy thèm rồi. Quán có tận 3 tầng cơ, nhìn rộng rãi hiện đại mà sạch sẽ lắm. Nói chung mình thấy là hẹn hò hay là tổ chức party ở đây cũng khá là hợp lý ấy. Lại còn có rất là nhiều ưu đãi trong dịp khai trương này nữa, kéo dài tận 1 tháng cơ. Ai mà cũng đang thèm đồ Thái thì về ghé Trang Xuân La ngay thôi. Giờ thì bọn mình lượn lờ quán Lotte đây. Mình thì cũng ít mua sắm lắm nhưng mà mỗi lần mà cho Fix đi đâu thì chắc chắn phải tặng Fix một món quà gì đấy. Đó là một thói quen và cũng là một sự tự hào nhỏ của mình. Ngày nghỉ của hai mẹ con thì đơn giản thế thôi. Cảm ơn cô chủ đã xem hết video nhé. Bye bye.